tư đất muốn thắng phải có tầm nhìn. Đừng dại gì bỏ tiền vào bất động sản mà không hiểu gì, không biết gì về nó. Nếu bạn mua đất chỉ vì người khác nói nó tiềm năng thì bạn sẽ thua hoàn toàn. Bắt buộc phải có tầm nhìn, bởi vì thực sự mua đất sẽ không bao giờ sai nếu bạn để đủ lâu. Tâm lý người Việt có một điều rất hay, đó là rất thích bất động sản. Vậy nên có ít thì sẽ mua ít, có nhiều sẽ mua nhiều. Nhưng đầu tư bất động sản muốn thắng thì bắt buộc phải có tầm nhìn. Tầm nhìn ở đây bao gồm hướng phát triển của bất động sản đó, lợi nhuận kỳ vọng, chính sách phát triển của nhà nước về bất động sản đó. Tức là khi bỏ vốn vào bất động sản thì lúc đó bạn cũng phải xác định được đầu tư dài hạn và bài bản, chứ không thể mua theo phong trào được. Phải xác định được tiềm năng sinh lời khi đầu tư vào đó là 5 năm, 10 năm hay 15 năm. Và sẽ không có khái niệm bán trước khoảng thời gian đó. Và để nhìn ra cơ hội thì tất cả những điều đó phải thông qua sự hiểu biết của bạn. Còn nếu chỉ nhìn bằng mắt thì không bao giờ ta có thể nhìn ra cơ hội tốt được. Nếu bạn đầu tư vào đó mà chỉ chăm chăm muốn bán ra, thì việc bạn thua cuộc là đương nhiên rồi. Còn nếu bạn mua bất động sản vào, bạn để đủ lâu thì cho dù có lỗ ngay tại thời điểm mua nhưng theo thời gian bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy lãi. Ở thời điểm này, nếu có tiền nhàn rỗi thì bạn nên mua sản phẩm bất động sản mà mình yêu thích và hiểu rõ để nhìn được tiềm năng phát triển của nó nhé.